Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay dự án nhà mới nhất gửi tới quý vị, 6 căn nhà thuộc Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Với 6 căn nhà này thì vị trí đi lại rất là gần với gì ạ? Gần với lại Sala này, Sala Nguyễn Xiển, gần với lại Bệnh viện K này, gần với lại Bệnh viện Quân Y 103 này. Giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Nguyễn Xiển kéo dài. Và với cái căn nhà này thì thông số nhà như sau. Ở đây thì có 6 căn, đã bán 2 căn và còn 4 căn. 4 căn này thì có 3 căn thiết kế 4 tầng, 1 căn trong cùng thiết kế 5 tầng, diện tích từ 30 cho tới 34 mét vuông, thiết kế và xây dựng như sau. Ngọc Ánh xin chia sẻ với quý vị đây, Ngọc Ánh sẽ quay một căn nhà mẫu gửi cho quý vị. Và cái giá bán của 6 căn này thì giá rất là hợp lý, để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Hướng nhà này là hướng Tây Nam, diện tích căn nhà này 30 mét, thiết kế ngõ trước nhà ở đây 2m2, cách với lại đường ô tô đi lại được 100m. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh khám phá cụ thể căn nhà. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt kéo, bên trong là ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp quý vị nha. Thiết kế tầng 1 của ngôi nhà đây là phần để xe và đây là phần phòng bếp. Nói chung quan trọng nhất là vị trí mọi người ạ. Vị trí bất động sản thì với cái căn nhà này, vị trí của nó là thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đó, đã bán 2 chỉ còn 4. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Phần phòng bếp thì chủ nhà hoàn thiện cho quý vị xong hết tủ bếp, mặt bếp cũng như là ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết cho quý vị rồi. Theo đúng như hiện trạng, ngôi nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Diện tích 30m, thiết kế tương đối là đầy đủ công năng. Tầng 1 thiết kế cho quý vị ở phía dưới tầng 1 chỉ thiết kế bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà thôi. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Đấy, ngăn cách giữa cái phần cầu thang này ở đây thì là phần để xe riêng biệt rồi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với cái căn nhà này thì thiết kế phòng khách ở trên phía tầng 2 nha mọi người nhé. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, thiết kế rất hợp lý. Đây, phòng khách hiện đại, gác lửng ngăn cách giữa cầu thang, có một cái kệ gỗ. Đây, giá bán bật mí cho quý vị rất là rẻ, rất là rẻ luôn. Mọi người bấm ngay ở dưới phần bình luận để có thể xem được phần giá bán nhé. Và đây là thiết kế một phòng vệ sinh, một phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Căn nhà này là hướng Tây Nam. Toàn bộ các căn còn lại của cái dự án này thì còn 4 căn đều là 4 căn hướng Tây Nam cả. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa của các phòng đều được lắp đặt đầy đủ. Rồi là ở đây thì thiết kế cho quý vị trong phòng là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng và gạch lát nền thì mọi người có thể nhìn thực tế ở đây. Gạch lát nền màu đá vân trắng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Vị trí thuận tiện, từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới ngã ba Sa La thì nó rơi khoảng tầm 1 km thôi quý vị nhá. Đó, mà đi ra tới viện Quân Y 103 thì nó rơi khoảng tầm bệnh viện Quân Y 103 này, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc Gia, ra cầu trắng, cầu đen, phạm vi bán kính 2 km quay đầu. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng thì ở đây chủ nhà còn lắp thiết bị vệ sinh nữa là xong hết cho quý vị nhé. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây ạ. Đây. Thiết kế công năng vô cùng là thoáng. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, cửa thông phòng. Hành lang đi vào giữa hai phòng ngủ 1m. Đây. Phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Như vậy, lên trên phía tầng 3, căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt cho quý vị. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 rất là rộng, rất là thoáng. Đấy, cái này là chủ nhà chưa lắp nha mọi người. Còn lắp nữa là xong, lắp thì trong một ngày là xong hết rồi. Và mời quý vị theo anh lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài anh đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây thiết kế cho quý vị một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 4 thiết kế một phòng riêng. Ở trên phía tầng 4 đây, cụ thể
Thì phòng này quý vị có thể thiết kế phòng làm việc, phòng thờ, tùy công năng mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và đây, sân phơi ạ. Kia là cái phần để máy giặt. Căn nhà này đổ mái tròn 4 tầng nha quý vị. Xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm rất là gần gũi thân thiện. Từ vị trí này có thể nhìn thấy chung cư Sala. Nói chung là xung quanh tiện ích ngập tràn. Đây, chung cư ngay sau lưng của chúng ta đây. Mà người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình ngay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.